xịn 100% Mobit luôn. Mình không bán hàng thường, hàng kia không bán. Hàng kia thì đạp cũng đạp của mấy luôn. Nó chảy dầu mạnh. Chỉ có xịn là mình mới chuẩn. Đấy, đấy, cứ cho dầu vào thôi, xả vào thôi là xong. Ủa thôi, không cần, không cần túi rồi. Còn gì được không? Đấy rồi. Bọn này cứ phải thay, một thời gian phải thay vì đa số đạp vào quá thì cứng chân côn. Đúng rồi. Ở đây là nào? Hôm nay là em định thay nhưng mà cái ông kia ông ấy bỏ ra, ông ấy lắp lại cho em nên không được. Là chỉ bị cứng chân côn ngay. Này bị cứng côn. Bạn bắn vào cái kia mình bắt biển cái biển ấy nhỉ. Bị cứng chân côn đúng không? Cái mùa này mùa nóng ấy, thành ra dầu phanh nó lỏng, thành ra đạp nó bị cứng chân côn. Đây ra bắt buộc thay tổng mới thì là chuẩn luôn. Đấy mà bắn đây cho mình. Chứ ăn thay tổng mà bình thường thì cũng không được, nó có xịn thì tụi thì không mua xịn mà thay. Ôi bị cứng chân côn phát à? Anh bán cái bộ bàn ép lá côn bao tiền? Bàn ép lá côn là mua biết xịn của nó K200. Con này K200 thì không biết là bản 2775 hay bản 2475 nhỉ, mình cũng mang máng không nhớ. Nhưng mà nếu mà nó có thì nó rơi tầm 3 triệu. Mua biết xịn luôn. Từ lần mua xe bây giờ mới hỏng rồi đúng không? Bây giờ mình hỏng. Đấy. Hỏng như mấy bố đéo phén ra bệnh rồi làm cho mình thay mẹ mất bao nhiêu tiền. Ok, thay. Thay bàn ép lá côn nha, xong lại thay cả tổng côn trên. Xong bây giờ mới lại thay tổng côn dưới, thế mình mất bao nhiêu tiền. Cứng côn này, thế mà không dẫn lên mấy trang hội hỏi mấy anh em. Bài này là bài bao nhiêu năm nay từ ra xe. Chạy nhá, mình cảm ơn nhiều ạ. Anh em ạ, rất là đơn giản thôi, cái bệnh mà cứng chân côn ấy. Cái dòng xe Kia K200 cả K250 phổ thông rất, cái dòng này rất là nhiều người bị. Thế anh em lưu ý giúp mình nhờ. Nếu mà anh em bị hỏng cái tổng côn này thì một là các bạn thay tổng này, hai là các bạn thay lòng. Đấy, thay lòng thì các bạn mua cái lòng inox như mình đã review hoặc là chia sẻ với anh em trên kênh đấy. Đấy, lòng là nó là lòng bằng inox hay là lòng bằng gì đấy thì không biết, như quán cũng có làm. Đấy các bạn, đây cái lòng côn này mình đang lấy cho anh em xem đây. Đây cái lòng côn. Đấy. Các bạn thay cái lòng côn đấy vào cho mình. Đây là xong, hoặc là có thể là anh em thay cái tổng mới như mình phải tổng xịn. Còn các anh em chia sẻ giúp mình là hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 98A anh em nhé. Mình đang làm việc 98A chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ phá hủy ở 98A này và lên cái cảng cách nhà mình là 4 nhà. Hiện tại bên đó đang sửa chữa thì mong nhận được sự ủng hộ anh em trên cả nước các bạn nhé. Đấy, thank you anh em rất nhiều.